là đừng nên thôi. Cuối tuần này mình đi chơi nhá, không được quên. Việt Nam là vùng nhiệt đới, thế mình là gì em ơi? Đừng thấy trái tim của anh. Vì anh thích khi đôi môi mềm gọi vào mỗi đêm, anh không đen sò để đi đón em đưa lên bên hồ. Chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe. Và giây phút anh đưa em về, tiền thì cứ quên để nhà câu thể. Thời gian cứ trôi sao anh chưa về? Chỉ muốn nghe giọng một mình em thôi ạ. Trong mong, yeah. Vì em gọi đường dây nóng, yeah. Tại sao vì một cô